Rồi chào anh em nha. Hôm nay giới thiệu anh em mấy cái con ốc ốc bô nha anh em. Bô này rất tuyệt vời luôn. Đây. Anh em có thể thấy ha. Màu nó rất là đẹp và cái con ốc này là con ốc xi bóng nha. Xi ken chứ không phải là con ốc xi nhôm nha. Con xi nhôm thì nó rất là rẻ tiền và nó gần như là chả ai xài nó, chỉ có những người bất đắc dĩ mới phải xài thôi. Còn con này nó giống như zin là 99% nha anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy anh em thấy không? Con này nó là hàng mới chứ không phải là hàng theo xe. Đó, dành cho những anh em nào chúng ta thích đi kiểng, dọn kiểng thì chúng ta lên hàng này, nó vẫn zin nhưng mà nó rất mới, cái độ mới nó cực kỳ cao. Thì nó rất là đẹp. Ha, à, còn đa số là những anh em mà chúng ta chơi xe lâu năm thì con ốc bồ nó đã bị sét nó đen lại rồi anh em. Nhiều con này nó bị móp, nó bị hư cái đầu, chúng ta phải thay bằng con ốc thường vô. Thì hôm nay có cái con ốc này, anh em nào thích mua thì anh em liên hệ mình nha. Giá 20.000 một cặp nha. 20.000 là được 2 con một cặp như vậy, chúng ta gắn cho một xe. Đó, một xe chúng ta không gắn được 3 con đâu anh em, tại vì xe nó có 2 cái lỗ bồ à. Chúng ta không thể nào gắn được 3 con nha. Và anh em nào mua liên hệ với mình nha. Anh một cặp cũng có ship nha anh em. Số điện thoại của Đạt 0915434913 anh em nha. Cả anh em rất là nhiều. Anh em những clip tiếp theo nha. Đó, 20.000 một con, anh em nào lấy số lượng liên hệ với Đạt luôn, có giá tốt hơn cho anh em nha. Cả anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.